thôi, mình đi vô thế nào, đợi đi đây vậy nè. Ôi ôi ôi. Rồi, đi vào nhà máy sấy tóc khô tóc cho nha. Đi vào thôi con, đi vào. Đi vào thôi nè. Ôi ôi. Ước nghiệp à. Đi, ra đây mới sấy tóc với con. Mày để ngồi kệ kìa. Đấy, ra đây mới sấy tóc cho mẹ đi. Ngồi kệ đó con. Đúng rồi. Đúng rồi, đây đây mẹ nè.